sự đời trớ trêu thay ngay khi nghe tin chàng đi về nơi rất xa. Nàng buồn hóa tâm tư đau thương, phá tâm bệnh trong lòng như góc hoa. Người mần cớ đi nơi linh thiêng, mong quên đi hết nỗi sầu triền miên, để lại thấy được chàng bớt đau trong tim nàng mang. Lòng chàng đớn đau hơn khi duyên nhân gian chẳng gieo vào tâm ý nàng. Một người xuất ra sao yêu thương, muốn chi nàng lại là công